Rồi, bây giờ thì mình sẽ sang đến tương thứ hai nhá. Không biết các bạn đã mệt chưa? Mọi người mệt thì lấy thêm đồ ăn hoặc là đồ uống để bên cạnh để vừa học vừa ăn uống cũng được nhá. Miễn là mình xong, mình ăn xong, mình uống xong mình sẽ tập trung, đúng không? Rồi, bây giờ thì mình sẽ có câu thứ nhất của cái tương thứ hai nhá. Là vẫn là cái dạng mà tiền và hậu tố thôi. Các bạn cứ luyện đi luyện lại, luyện đi luyện lại, đúng không? Nó sẽ quen. Nào, mình có một từ là jinkeng. Jinkeng là chữ nhân với chữ kiện thì có thể là các bạn sẽ không biết nghĩa, đúng không? Sau đó mình có cái từ này là shimete, được là mình chiếm. Chiếm cái gì? Đây mình có kinh phí, đúng không? Cái gì nhỉ? Đây, chủ ngữ đây nhá. Cái này nó sẽ chiếm 60% kinh phí. Thì chỗ này đáp án của chúng ta nhá, cho luôn, đó là đáp án 2. Hi. Cái hi này chính là hiyo. Hiyo mà các bạn đứng ở cuối câu ấy thì nó có nghĩa là chi phí, là kinh phí, đúng không? Đây, ví dụ như này. Hiyo đây, đúng không? Sẽ là tiền đấy. Cái này chính là tiền nhá. Nó sẽ thể hiện cái là tiền. Thế thôi, đúng không? Tiền thì mình có tiền gì? Kyo ikku là tiền chi cho giáo dục này. Tiếp theo là sekatsu hi sẽ là tiền chi cho sinh hoạt, nói chung tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền uống, tiền đi lại. Rồi là shoku hi thì nguyên tiền ăn thôi, đúng không? Hay là jinken hi ở đây chính là tiền thuê nhân công nhá. Ví dụ nhà công ty doanh thu 1 tỷ, đúng không? Mà thuê nhân công mất 60% thì là chỉ còn 400 triệu thôi, kiểu vậy, đúng không? Ở dưới thì mình có cái ritsu thì lúc nãy các bạn gặp rồi. Ritsu lúc nãy có go gaku ritsu, rồi là kyoso ritsu, vân vân, đúng không? Tỷ lệ chọi này, rồi là tỷ lệ thi đỗ, hay là tỷ lệ tăng trưởng thành công, rồi là đi làm. Rio, cái này cũng là tiền nhá. Cái này cũng là tiền. Tiền hết cả. Rồi, mình có jugyo rio sẽ là tiền chi phí chi cho bài giảng. Đây sẽ là tiền bảo hiểm này. Đây, bên dưới thì mình có cái dai. Dai này cũng là tiền, đúng không? Các bạn cứ làm đi nhá, xong rồi sau khi các bạn làm xong thì sẽ làm một cái file ở cuối là tổng hợp và phân tích những cái tiền và hậu tố đấy nó khác và nó giống gì nhau, và mình có cách để mình nhớ nhá. Thì mình sẽ có gatsu dai này, denki dai, batsu dai, rồi là shokuji dai. Ở đây này, đặc biệt lưu ý giúp Shinsei hai từ này, đúng không? Mình có shoku thì lại là shokuhi, nhưng ở dưới shokuji lại là shokuji dai, mặc dù nó cùng là tiền ăn. Được chưa? Thường thì cái hi này nó sẽ là một cái chi phí mà chung chung hơn một chút. Ví dụ như là tiền ăn thì trong đó có cả tiền uống nói chung. Nhưng ở đây là tiền sinh hoạt. Tiền sinh hoạt nó sẽ bao gồm cái này, bao gồm cái này, rồi cái này, rồi cả cái này nữa. Được chưa? Nhá. Sau này có kochu hi nữa, đi lại. Thì ngoài cái kochu hi ra mình sẽ có là bát sự đai, đúng không? Denki, đen xạ đấy. Rồi. Câu tiếp theo nhá. Câu thứ hai. Câu thứ hai thì hơi ngắn, đúng không? Các bạn nhìn thì sẽ thấy đây, mình có xê cát sự rồi, thế nên là ngay lập tức chọn được đáp án là hi, đúng không? Dưới này thì các bạn sẽ có thêm một cái khái niệm mới là chin. Đây, chin này là chính là chin tai. Chin tai cũng là tiền thôi. Đây cũng tiền, đúng không? Cũng là tiền hết. Thì mình sẽ có là tiền xe điện này, hay là tiền tiền nhà nhé. Ya chin là một từ rất là quen thuộc, được chưa? Rồi, bây giờ nhá, thì mình sẽ sang câu 3. Câu 3 của các bạn thì mình có cái gì nhỉ? Mình có Eki no kaisatsu o deru to nani nani shomen ni yakkyoku ga arimasu. Câu này thì rất là quen rồi, bởi vì lúc đầu các bạn có cái ảnh con mèo đấy thẳng đối diện, sau đó thì Shinsei anh lại đứng giữa này, đúng không? Thế nên là có thể là ngay lập tức mình sẽ chọn được đáp án 3 nhé. Ma shomen, được chưa? Các bạn cứ phát âm cái từ đấy ra miệng nhiều lần vào thì mình sẽ nhớ. Nào, dưới này thì sao? Dưới này thì mình sẽ có kin. Kin này chính là chikai, đúng không? Kin mirai chính là chikai shorai. Rồi là kin kyo di là khoảng cách gần này, gần xa chikai ấy. Đoán được luôn. Ma thì nhớ lại những cái từ này nhá. Lúc nãy giải thích hết rồi, các bạn có thể nhìn lại một lượt để cho nó nhớ. Rồi là ma yonaka, được chưa? Nhìn thấy nhiều nó sẽ nhớ thôi. Xong. Câu 4 nhá. Bây giờ mình sẽ sang câu 4 này. Câu 4 của chúng ta thì các bạn sẽ có một cái là to restaurant. To restaurant sẽ là kono restaurant. Và yoyaku ni natte orimasu node go riyō no sae wa internet de jizen ni yoyaku no kata onegai itashimasu kara dai, đúng không? Thì cái mà các bạn cần điền ở đây chính là yoyaku cộng với cái gì đó. Nào, bây giờ nô đế nhá, sẽ tách từ đây ra để dịch nào. Vì cái cửa hàng này, cái nhà hàng này nó là cái gì đó mà những khi mà các bạn muốn sử dụng, đúng không? Riyō thì mọi người sẽ làm gì qua internet đây? Trước, những người mà đặt trước qua internet thì mới được sử dụng. Tức là tôi xin phép quý vị hãy đặt trước qua internet. À, đây các bạn nhìn thì sẽ thấy nó là đặt trước, sau đó mình sẽ cộng với cái gì nhỉ? Chế độ, đúng không? Nhá. Đáp án của mình thì nó sẽ là C, tức là
nó thành một cái quy cách, kiểu cách sẵn rồi ấy. Giống như ngày trước, cái câu phía trước các bạn có khai in C, đúng không? Dưới này thì thôi nhá, cái này không cần nhắc lại nữa. C này chính là chế độ rồi. Rồi là căng, căng thì nó chính là căng tên, là quan điểm. Ví dụ mình có cái gì nhỉ? Kịch không căng ga kotonaru, là cái suy nghĩ về cái việc kết hôn thì nó khác nhau. Hay là mình có jin se căng là nhân sinh quan, chính là cái suy nghĩ, cái cảm nhận của các bạn về một cái gì. Nào, bây giờ mình sẽ đến câu 5 nhé. Câu 5 thì nếu mà lúc nãy mọi người học kỹ ấy, mọi người sẽ nhận ra có cái xin kê này, xong rồi xin kê ghép với một cái từ rồi, đúng không? Câu này thì cái sắc thái của nó sẽ là đây, cái người mà nói những cái điều mà kinh khủng như thế thì chốt tổ. Đây, đáp án của mình sẽ là mư xin kê, đúng không? Mư xin kê sugi được. Kiểu khi mà hơi tức giận một chút ấy, đúng không? Mư sinh kê thì lúc nãy đã giải thích rồi, nhưng bây giờ giải thích lại một chút nhá. Cái ý của nó là cái người này không nhanh nhạy, người này vô duyên. Nhanh nhạy là gì? Nhanh nhạy là các bạn kiểu mọi người hài hài ấy, thông minh, các bạn nắm bắt đúng cái khoảnh khắc, đúng cái tình thế, xong các bạn nói đúng một cái câu nào đấy kiểu hợp lý ấy. Tất cả mọi người đều cười, mọi người đều vui vẻ và thoải mái. Thế nhưng mà người này thì cảm tưởng như là không để ý, không để ý đến mọi người xung quanh, chỉ biết thân, đúng không? Nó sẽ gần giống với Wagamama một chút nhá, một chút thôi. Thì cái này gọi là ôn lại một tí, đúng không? Nào đây, thì mình sẽ có một vài từ, ví dụ như là mư ishiki này, vô ý thức, nhớ là vô ý thức theo kiểu ngất xỉu nhá. Họ không có ý nghĩa gì, vô trách nhiệm này, không quan tâm này, rồi đây, mư shinke, gặp hết rồi nhá, ôn lại thôi. Xong. Bây giờ sẽ đến cái thứ hai nhá. Câu 2 này của các bạn, câu 6 này. Jikken, jikken no kekka wa nani nani seiko. À, câu này rất là dễ thôi. Đáp án của chúng ta sẽ là dai seiko. Các bạn cứ nhớ là dai seiko, dai sipai, đúng không? Thành công rực rỡ, thất bại, thất vọng, kiểu thất bại chăn chề, đúng không? Thất bại lớn ấy. Nên mình dùng luôn cái chữ đại luôn. Rồi, nếu mà nhắc đến đại nhá, thì ở đây mình sẽ có một vài cái. Ví dụ như cái này, đại gia đình là cả nhà này, mấy thế hệ, đúng không? Rồi là Dai Toshi là thành phố lớn. Cái gì ghép với cái sai, sai này chính là Moto Mo, đúng không? Nó sẽ là Ichiban. Ichiban thì nó sẽ là nhất, nhất hoặc là cứ nhất nhất quả đất nhá, thì nó sẽ ghép với cái này. Mình sẽ có là Nensho, đúng không? Rồi là sai, sai Nensho, rồi sai Jujo, được chưa? Tối quan trọng đấy, là rất nhấn mạnh thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ sang câu 7 nhá. Câu 7 của các bạn thì mình có cái gì nhỉ? Sư nên kháng phu kê kỳ. Phu kê kỳ, cái này chính là tình hình kinh tế nhá. Tình hình kinh tế khó khăn. Phu kê kỳ ga tsuzuita node yatto nani nani kê kỳ ni natta. Bây giờ tình hình kinh tế khó khăn kéo dài trong nhiều năm, và sau đó thì nó sẽ phải như thế nào? Nó sẽ phải là tốt lên, đúng không? Tốt lên thì có thể là các bạn sẽ chọn nhầm đáp án này. Nhưng mà với Gokese thì nó sẽ không có bất cứ một cái quy tắc nào. Và lúc đó thì mình sẽ không chọn đáp án đấy, mà mình sẽ chọn đáp án là một nhá. Thế sẽ là Kokeki. Cái cách diễn đạt này nó khá là hay, giống ở N3 ấy. N3 mình thấy là đã từng gặp rồi. Ví dụ như là các bạn sẽ gặp cái cách diễn đạt như này. Đây, Koseseki này. Rồi Kokeki chính là Keki ga i, Keizai ga i, được chưa? Lúc đấy là nó lại không chọn chữ này cơ. Các bạn nhớ nhá, đừng có nhầm. Cái thứ hai thì mình sẽ có fukeki đây. Fukeki sẽ là tình hình kinh tế khó khăn. Khó khăn thì nó sẽ bằng với warui, yoku nai nhá. Rồi mình có fucho và kocho. Chocho này chính là choshi. Choshi ga ii thì sẽ là kocho. Choshi ga warui thì sẽ là fucho. Rồi nhiều lúc nó còn có cả taicho ấy, đúng không? Nào, bây giờ sẽ sang câu 8 nhá. Câu 8 của chúng ta thì mình sẽ có gì nhỉ? Se các cự. Có se kaku wa nani nani hantai da ga futari no naka wa totemo ii. Naka ga ii chính là thân với nhau, rồi là có mối quan hệ tốt với ai đấy, chính là thân thiết, đúng không? Thì ở đây mình sẽ có là tính cách của hai người này thì như thế nào, trái ngược nhau, thế nhưng hai người này thân nhau. Bình thường trái ngược thôi là bình thường rồi, đúng không? Nhưng mà đây là trái ngược hoàn toàn, trái ngược 100%, thì nó sẽ phải chọn một đáp án nhấn mạnh nhá, thì nó chính là đáp án này. Se hantai là trái ngược hoàn toàn, nhấn mạnh. Rồi, đây, ví dụ các bạn nhìn qua cái phần giải thích tiếng Nhật của cái từ này nhá. Se hantai thì cả từ này người ta sẽ giải thích là mataku hantai de aru koto, hoàn toàn là trái ngược luôn. Trái ngược không phải bình thường kiểu hơi trái ngược đâu, mà hoàn toàn là trái ngược, nó rất là nhấn mạnh. Được chưa? Rồi mình có sẽ zen. Zen này thì nó sẽ là chỉ toàn bộ một cái không gian nào đấy. Ví dụ zen sekai là trên khắp
thế giới, rồi mình có Zenkokumin là tất cả nhân dân ở trong đất nước, rồi là có cái gì Zenseto là tất cả các học sinh, đúng không, tất cả các sinh viên, tất cả các học trò. Rồi nào, bây giờ thì mình sẽ sang câu 9 nhá, sắp hết tuần thứ hai rồi đấy. Câu 9 của các bạn này mình có cái gì nhỉ? Are tensu ga okashi, mochido sensei ni onegai shite nani nani hyouka shite morao. Hyouka shite morao chính là hyouka shite moraimashou, đúng không? Mình có hyouka, hyoubang. Hyoubang thì mình sẽ có các bạn có mấy từ hay bị nhầm với nhau là hyoubang và hyouka nhé. Thì hyouka ở đây là đánh giá lại, đánh giá đúng không? Thì đáp án của mình là có cái gì nhỉ? Sai thì sẽ là đánh giá lại nhé. Cái chữ sai này chính là moichido. Đây, mọi người có nhìn thấy từ khóa của nó không? Moichido, đúng không? Rồi, câu này thì ở dưới mình sẽ có một vài cái sau này. Rồi ở đây có sai tê xuất sự sẽ là nộp lại. Ví dụ các bạn nộp một lần rồi mà chưa được duyệt, chưa ok. Ngày thứ hai thì mình sẽ có sai hiêu cả, đánh giá lại này, đúng không? Hạc cô là phát hành lại. Sai hô sô là chiếu lại này. Rồi cái này sẽ là sai khai hát sự, sẽ là tái phát triển, đúng không? Khai hát sự là khai phá, là phát triển. Rồi, câu 10 nhá. Stress ga shintai ni oyobosu nani nani eikyo to wa. Eikyo thì mình sẽ có cụm là eikyo ataeru, eikyo ukeru, đấy là một cụm đúng không? Nhưng bây giờ cái dạng mà gokese điền cái gì vào đây thì mình lại không nhớ. Ví dụ như eikyo, eikyo thì ảnh hưởng, thì mình sẽ có một là ảnh hưởng tốt, hai là ảnh hưởng xấu đến ai. Bây giờ tốt với xấu thì mình chỉ có hai cái này thôi, đúng không? Đây, tốt với xấu. Còn hai cái này chắc là các bạn sẽ không chọn rồi. Được chưa? Cái đáp án của mình sẽ là một nhá. Aku ekyo sẽ là gây ảnh hưởng xấu đến ai. Đây, ví dụ mình có ảnh hưởng xấu này, hay là cái này sẽ là điều kiện không tốt,